vậy thôi. Đấy, chúng ta đang cần tiền. À, chưa khám. Mình một lần cuối nha bác sĩ. Một lần cuối nha. Bây giờ một lần cuối kiểm tra xem chú Bảy có sao không nha bác sĩ. Lần cuối nha. Mạnh mẽ lên. Đây coi. Chưa chú Bảy đó. Từ qua. Để em kiểm tra. Ý. Chết rồi. Kiểm tra lại. Chết bằng rồi. Tưởng anh chào nó rồi. Thì anh em nói. Thì tưởng tao gọi gì ta. Chắc nó đi mình gọi chết rất kết thúc rồi. Mà ta một tuần lễ sau nó chụp qua hồng. Nó gửi qua. Nó anh sao anh không tặng qua hồng. Qua hồng màu đỏ mà anh tặng qua hồng màu tắc. Cái thằng bạn phòng đó nó mày ngu quá. Qua hồng tắc là đám ma. Ừ, mà nó nói cũng đúng. Ý em là không phải đám ma. Mà ý con Sương là anh hiểu đám ma. Ý em muốn tặng qua hồng tinh khiết thôi. Em đi nhậu. Em đi nhậu không? Thí dụ nhà em đây đây. Nhà em đây. Có nhậu em đây. Em nhậu sẵn rồi em đi về. Em đi về.